Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương lại quay cảng cá cô bé đến trường quê của Phương, đó là con cô bác anh chị cũng có mấy chị nói là hôm nay thì cũng có cá là cái giò đó là con cô bác anh chị. Bây giờ Phương sẽ vô quay cái giò lớn nhỏ như thế nào cho bà con cô bác xem ha. Cảng cá dân sinh bình thường sáng nay ha. Phương vẫn đi kia cổng phía bên bến tàu du lịch đó bà con có bán chị. Phía bên đây có một số chị cũng đã bán rồi tính tiền, rồi tính sổ ở đây nè. Rồi bữa nay nè bà xong rồi ha, tính sổ ha. Em ơi cho em hỏi, ở đây nghe nói là bữa nay có cá đúng không? Có cái giò. Cái giò hả? Rồi mực có nhiều không em? Có, mực cũng biết ra. Mà đa số là cái giò nhiều hả? Ok, cái giò nhiều. Em thì cũng buôn bán ở đây bà con có bán thì rồi cũng xong rồi. Chắc mấy em chắc xuống ở cảng này chắc sớm lắm ha. 1 giờ 12 giờ. 1 giờ 12 giờ đã xuống đây rồi. Giờ này mới xong. Vô chừng vô mực đúng không? Hay là nó phải nhấp nhẹ mà, bữa thì nhiều bữa thì ít. Bữa thì làm hết, bữa thì ngồi không. Thường đi mấy cái làng biển đó thì người ta cũng nói là biển là dễ đó bà con cô bác chị, lúc có lúc không, không biết lúc nào đón được. Em tên gì? Em tên Hồng anh. Tên Hồng là quê cũng ở Cô Ý luôn đúng không? Đây là Hồng ha. Mình chỉ là thư ký. Sáng nào mình cũng ngồi đây hả? Chờ ghi vô nè. Rồi bây giờ là ghi còn vô không? Bán xong hết anh này vô hết rồi, bán giờ là xong xuống đó, bữa nay nhiều rồi. Thôi chào em á, chúc em luôn may mắn nha. Đây này có cái cơ, mình hỏi cái em này thì cái chị này cứ cười biết. Cái dây đang quay hút đấy nè, quay bên cái giò. Cái giò hả? Rồi ok. Em nói là bữa nay có cái giò nhiều và con bán anh chị. Quán nước hôm nay cũng ít ha. Có cá nhiều người ta tranh thủ làm rồi. Hết cá thì cá ít thì tập trung ở đây. Phía bên này thì thấy là người ta đang lựa cá này. Chưa thấy cái giò mà cá cơm nè mà con có bán chị. Đây bắt đầu lựa ha. Cái này cái xuất khẩu đúng không? Đúng rồi. Cái cơm sang. Cơm sang. Rẻ lắm. Cái này là mình nhiêu một ký? 8 ngàn. 8 ngàn, còn tươi rối luôn. 80 đi. 80 hả? Đi tới. Còn hết kìa. Đây cái cơm. Ở đây. Bên đây cái giò này. Cái giò nhỏ nhỏ mà con có bán chị. Đâu đâu có giữ vô đây. Đi vô đường đó làm gì vậy? Ủa cái này đàn mình đã lựa kích cỡ chưa? Chưa lựa kích cỡ chỉ là lựa rét thôi ha. Mấy cái phi này là cái giò hay là cái gì em? Cái giò. Phương sẽ đi em này khỏe ghê ha. Một cái thùng nó bao nhiêu ký mà lăn ngon vậy? Bao nhiêu ký mà lăn còn ngon vậy? Một cái ở ngoài quê Quảng Nam á, dây gửi về bón họ đi ra Đà Nẵng.
À, em kia nói là cái đây này là xe đang xin chào. Xin chào. Độc giả của tên Phương Nguyễn. À, Phương cũng hay quay gần ở đây thường xuyên đó. Nhiều bà con ở đây biết Phương, bà con có bán chị. Bên này là cái giò này. Bên này là cái giò ha. Cái giò nhỏ nhỏ đây là mình về mình muối mắm hả? Không, cái tôm. Cái cơ hả? Tôm ăn. À tôm ăn. Bữa nay nhiều không em? Dạ, bữa nay cũng được rồi, ít hơn hôm qua. Ít hơn hôm qua hả? Dạ, yeah, mấy bữa nhiều cho bữa nay ít. À. Vậy bắt đầu là cũng ghi là giờ chuẩn bị vô đó hả? Dạ, yeah, đem vô gần hết rồi đó. À gần hết rồi. Cái này là à, rồi cái mua cha đẹp Việt Kiều hả? Vậy em tên gì? Hả? Em tên gì? Tên Vy. Hả? Em tên Vy. Tên Vy hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 53 tuổi hả? 53 tuổi. À, em này. Xin chào kênh của anh Phương Nguyễn. Đây là bà dì của em, năm nay 53 tuổi. Rồi. Bỗng tuần hồi xuân chưa có chồng. Chưa có chồng hả? Chưa chồng hai hả? Anh Phương Nguyễn làm đẹp mai cho bà dì em một người lý tưởng. Xin chào kênh Phương Nguyễn. Rồi, chào em ha. Có nhiều thành công. Rồi, chào em. Kênh Nha Trang biển xanh chưa? Bây giờ bà con nè, bà con có bán gì? Mấy em này cũng vui đó. Nè, bây giờ con này đã muối đỡ cho tôm. Em nói là hôm giờ cái giò nhiều đó. Mực bữa nay không ít thấy ha. Phía bên này thì ê em ơi, mọt đúng không? Cái này anh nói nè. À, sẵn đây thì chủ nhật đây đó thì có một cái anh muốn gặp em ha. Muốn giúp em ha. Là ngày chủ nhật ha. 8 giờ nha. Em ở nhà nội em đúng không? Cần gặp em ha. Rồi chào em. Rồi em cứ làm đi. Em ở đây em làm sao rồi? Cuộc sống em sao? Em nói cho bà con khán giả biết. Sống cũng bình thường. Rồi nghe nói vừa rồi em bệnh mà đúng không? Đúng rồi, bệnh Epidan. Ờ em bệnh như thế nào? Thì Epidan nó hay nóng sốt bình thường, thất thường lắm. À. Rồi em hiện tại giờ em ở đâu? Ở nhà nội. Ở nhà nội hả? Là ở nhà anh Tý á hả? Rồi ở nhà nội ha. Rồi 8 giờ ngày chủ nhật anh sẽ gặp em ha. Thì hôm mà cũng có anh một anh cũng cần gặp em này đó, thì cũng nghe nói anh em này khó khăn thì không anh à, ổng không có tiền ăn. Rồi đi làm thuê mà. Em cũng đi làm thuê mà. Ổng không có bảo hiểm luôn. Không bảo hiểm luôn. Không có tiền mua bảo hiểm. Vợ con bỏ rồi. Em ơi cho anh hỏi lại chút xíu nữa đi. Quê đây tè ạ. Anh đăng clip này lên nhá về em đó, em còn cầu mong gì không ạ? Vậy đó hả? Nếu mà có, em ơi, có người mà giúp em một số tiền rồi em cố gắng mua bảo hiểm nha. Mua cái bảo hiểm không? Đó, bảo hiểm thì lúc đó sẽ trước phường nó phát cấp đó, bây giờ không biết còn hết. Vậy đó hả? Rồi bây giờ anh không hẹn trước em điều gì nha. Rồi chào em nha, đây là cái em Mọt và bà con cô bác anh chị. Em này cũng khó khăn lắm, cũng có một khán giả cũng mong gặp em đó bà con cô bác anh chị. Không có nhà có cửa nhà đó. Rồi chủ nhật nha, chủ nhật làm gì làm 8 giờ nha em. Em thì cũng không nhà không cửa gì nữa. Không, 8 giờ nó nghỉ một bữa đi. 8 giờ ngày chủ nhật nó nghỉ một bữa đi ha. Ủa sao nghỉ không được vậy? Bận công chuyện nhà thì cứ giật nghỉ đi chứ. Bữa giờ có không? Đây là anh Tý ha. Bữa giờ đẩy xe có không anh? Bữa nay có cá không? Nhiều quá trình nhậu mỹ với em bạn quay nó khổ. Ai khổ? Ai? Một á. Dạ đó, dạ em đã nói rồi. À, chị thấy quen quen ha, chị tên gì vậy? Chị nè. Chị hả? Dạ. Chị em có chị Nam Tử. Dạ. Đây là chị tên gì? Có thể em đăng lên có khán giả biết về chị nè.
chị tên gì này? Tên gì đâu bình thường đâu mà. Mắc cỡ. Chị ngại mắc cỡ gì đâu mà mắc cỡ. Mới mới gì? Bà con mình gặp chị mạnh khỏe vui rồi ta vui. Chị tên hồi nãy chị nói tên gì quên ta? Chị tên gì quên rồi? Chị tên gì? À chị Nên hả? À đây chị Nên nhưng mà con có bác anh chị. Chị chị bên đây ghe vô nữa nè. Ghe bắt đầu vô nữa hả chị? Ghe bắt đầu vô nữa hả? À bắt đầu vô. Đây là cái gì cũng cái giò luôn hả? Cái gì? Bữa nay em thấy cái giò nhiều hơn chị Nên ha. Thôi đủ quậy các mà. Phía bên này đồng phường sẽ tới phường cũng quay ha. Ô chị bên này là cái gì vậy? Giống cái nóc vậy? Cái nóc hả? Ờ cái nóc này là hình như là cũng mình muối cá đó, muối mắm đúng không chị? À muối mắm. Ồ nhiều quá ha cái nóc này. Chị bên này đông hơn bà con cô bác chị. Bên này cái nục. Phường sẽ đi lần lần lên ha. Mất lấy xe nó tải vậy. Lấy xe tải xuống thôi. Ồ cái đục nhiều nè. Lấy xe tải xuống con ơi. Con bê đó con không? Không hả? Cái đục đây. Cái hút bê đục mấy cái đá đẻ ra đá. Máy bay chở ai cần đi ơi. Rồi con đổ ké đi trước cái máy bay xuống kìa. Chị Mộc Xanh có tôi á. Ồ bên này ké vô nữa nè bà con có bán chị. Ồ cái nục không. Mày hai chiếc chở đi đây luôn hả? Ba bạn chở tôi không chở. Ồ rồi về lại về lại. Đi này mình trung chuyển thôi chứ ha. À trung chuyển thôi. Tôi chuyển thôi chứ còn không có làm hết. À chuyển thôi. Vậy là chơi chiếc game mà đánh bắt thì còn ở ngoài biển đó hả? À, chiếc game mà đánh bắt còn ngoài biển mình chỉ trung chuyển ở đây thôi. Đúng rồi. Là trung chuyển thôi, chiếc game nhỏ này là trung chuyển thôi. Vậy này toàn cái nục không ha? Anh kia đang bỏ mực lên rồi, bà con có bán gì? Cái này là đánh từ lúc nào anh? À, cái này đánh từ lúc nào? Đánh từ đêm. À đêm đó hả? Từ lúc 2 đêm có 3 đêm có. À. Kể là tươi lắm bà con cô bác chị. Rồi được lên TV rồi. Thì lên TV luôn ha. Có đài nào tivi? Anh thuyền trưởng này anh nói đùa bà con cô bác anh chị.
Cái này là mình biết bao nhiêu một ký cho em chị? 75 bê chục thì theo ai vô trước bán 75 40 đủ vé, đủ sau giá. Này còn 20. Đây là cái tươi quá hả chị ha? Anh này cũng đang lựa nè. Không, mà cái này nói chung là hên xui à. Hên xui rồi hả? Ngày 2 ngày cũng có. Cũng hên xui hả? Hên xui à. Nhưng mà người chuyên nghiệp là nhìn qua biết liền hả? Ở bà đó, bắt con đi được, sao đâu bà đó. Bà đi ra bà đó, bắt con đi luôn anh. Cái này mấy tấn anh? Đây ở trong chuồng này là 1 tấn á. 1 tấn đó. Đây nhiều ghê, mình dồn lại chứ phải mà một chiếc thôi. Một chiếc mình thử nhiều lần cũng có. À tấn 4 tấn cũng có. Đừng bóc mà. Rồi hết này là chạy ra là chở tiếp hay là sao anh? Chở tiếp. Cái này nó có 3 chiếc luôn. 3 chiếc luôn, chiếc ghê này 3 chiếc luôn. Vậy là ghê này trúng rồi ha. 3 chiếc này ghê ra ghê trúng không? Hả? Nếu mà một đêm là trúng. Cái đây là mấy đêm? Theo anh là mấy đêm? Không đi cô. Anh nói là nhiêu ghê đây là nếu một đêm là ghê trúng mà nếu mà một ghê này là hai đêm là không trúng á bà con có bán tiền. Vừa bỏ lên là phía bên đây là bỏ lên là đỡ đau vé này. Phía bên này là cái đục không mà còn có bán thịt. Rồi bên này đang trả giá nè. Giờ này là 8 giờ 5 rồi. Giờ Phương sẽ qua cái chỗ người ta trả giá coi cá bao nhiêu nữa bà con có bán chị. Rồi bắt đầu bỏ lên xe. Bỏ xe bà gác này. Chị hình như bữa nay cái nục nhiều không chị không? Để chị lăn. Cái nục nhiều ha. Hai cái lỗ bự không? Cái này là ghê chị hả chị? Chị Long. Ghê này là ghê chị Long á. Này là chị Long á, bà con có bán chị. Phường Hoàng ở chỗ kia. Phía bên này là lựa cái cơm từng kích cỡ này. Đây là lựa ha, lựa cái kích cỡ ha. Thấy nó giống giống nhau mà quen rồi ha. Quen rồi. Chị đợi vô là chị biết liền. Cái lớn cái nhỏ kích cỡ như thế nào đó. Cái này là cái xuất khẩu đúng không chị? Dạ. Cái này cái xuất khẩu để mình lựa để xuất khẩu ha. Đúng xác. Dạ. Cái này là mình kho tiêu ăn cũng ngon thôi nè, kho tổ ăn ngon mà con ngô bán chị. Ăn nhiều ngon ấy. Thì chấm bánh mì nữa chứ. Ăn bánh mì cũng ngon luôn. Hỏi trung tủ hỏi gì đâu trung tủ giờ này đang đói bụng hả? Giờ này đang đói bụng hả? Nhắc đi mà mấy chị cũng là mình đi xuống đây từ mấy giờ? Chắc 1-2 giờ hả? 1 giờ. Mẹ đi 12 giờ. 12 giờ thì bây giờ cũng đang làm cũng đang mệt mà nhắc tới món ăn này thấy mệt ha? Đang mệt thì mệt thêm hả? Cố gắng lên nha. Đây là của mình hay là mình làm công cho người ta? Làm công. Làm công ha. Cái này mình lựa mình tính ký chứ. Chủ này. Chị này là chị chủ.
Cái đây mình lựa mình tính ký thì sao chị? Tính ký 30.000, bán 30.000 ký. À. Còn không mình lựa nặng mình công sao? Mình chết đi. Hả? Mình làm mấy con cái chết đi. À. Mình cái con cái đẹp mình bán 8 triệu. À. Công á. Một tiếng là tiền. À, dạ. Một tiếng 25.000. À, một tiếng 25.000. Quen rồi thành ra chị rờ vô là biết cái con nào cái cỡ lớn cái nhỏ nó bằng nhau đó, thành ra khi mà thấy em Phương ơi, phía bên rổ này nè rất đều nhau luôn. Phía bên đây là mấy chị bắt đầu chờ ghe vô nè. Phường mới quay lên là rất đông là si mà ghe bỏ lên là thấy mấy chị là bắt đầu mua cá rồi, bây giờ vắng liền nè, tranh thủ mua được rồi rồi chuyển đi bán liền đó. Bên đây là mực nè, đây mực đó. Mực em mực gì em? Cái em lấy này. Mực của em á hả? À, xin chào. À, khán giả này gặp nữa nè. Sao em? Bà con này thấy Phường cũng vui vẻ lắm, bà con cô bán thịt. Sao có gì không em? Nhìn anh ốm mà đi lang thang biết mà. Em cũng ở cửa bé hả? Em bán đỡ không? Mua ké đồ mực đồ mua hôm nay nhiều không? Bên đây có rồi anh. À vậy cũng vui ha. Rồi bên đây thì có cô đem vô nữa nè. À sớm là đông hơn. Rồi em làm á hả? Ai? À vậy đó hả? Cô Năm nó bán ở đây nè. Rồi cô Năm đây hả? Cô Năm đây hả? À cô Năm nè. Rồi cô Năm, chào cô Năm. À, rồi chào cô Năm ha. Dạ cô Năm có muốn gửi thăm bà con mình không? Con cháu đồ ở xe nhớ giữ cô Năm không? Đông lắm ở bên đó hết. Dạ cỡ cô nói cho con cháu nó thấy cô Năm vui. À, cô Năm thì cũng buôn bán ở đây nè. Chắc là cô Năm ngày nào cũng ra đây hả? Sáng nào cũng ra đây hả? Bên em nhiều thì cô xuống phụ cho cô già rồi mà. À phụ em thôi. Dạ đó phụ nè đó bên em nè. À thôi chào em ha, em làm ha. Rồi bên này Phương sẽ quay lại cái chỗ đông đông người ta ha. Ờ anh này ghi sổ sách nè. Đây là mình đợi người ta chạy vé hay là có chủ rồi anh? Chưa, đợi người ta trả. Hả? Chờ người ta trả vé. À, chờ đợi chạy vé. Đang đợi anh chạy vé. Phía này là cái quầy của mình đó hả anh? Quầy của mình. Một ghi vô á. À, một ghi vô luôn. Chở vô hai xuồng nữa. Ghi dạ, vậy là ghi của anh hả? Rồi vậy là hôm nay là mình đánh bắt cũng đỡ hơn mấy buổi trước hay sao anh? Hôm nay mình đánh một đêm hay là mình đánh một đêm? Vậy là anh kia cũng mừng cho anh ha. Thì anh kia nói là một đêm mà như thế này là cũng vui. Bữa nào một đêm mà hai ba đêm mà như thế này là buồn. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh quê ở đâu? Ghi anh ở đâu? Bình Định. À, Bình Định ha, Bình Định là gần cái chỗ nào là đánh bắt, cái chỗ nào là vô đó bán luôn ha. Đúng rồi, đi Tân Sơn mà. À, đi Tân Sơn. Dạ, được giá là bán. Gần đâu là vô. Dạ, gần đâu là vô đó. Anh tên gì? Thông. Anh Thông hả? Anh là Bình Định. Đây là anh Thông, bà con của bà anh chị. Rồi chào anh ha, chúc anh luôn may mắn nha anh. Rồi, ok, cảm ơn. À, cái này là cũng đang đợi giá, trả giá được là bán đó bà con của bà anh chị. Phương sẽ quay lại cái chỗ bên phía này đông nè, hình như là mới vô nữa nè.
Còn gì chú ơi, chạy ra chú gì cỏ ké vậy cho bé bị cần. Ồ, quay lại là có ghi vô nữa nè. Cũng canh nục luôn ha. Lúc mà Phương tới quay cái đầu kia là Phương thấy là cái giò này, cái nóc nè, bây giờ trời vô là cái nục này. Tới lăn lăn mực bé chưa ăn chưa bé tao sẽ mực tay cho mày nào chở bé nào phải nào chưa chưa rồi con luôn nè cả người con à, chủ ghi con ghi sổ này. Giờ này vô thấy cái nục nhiều ha em ha. Rồi bắt đầu kéo đi. Rồi từ 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 từ. Rồi xong rồi. Rồi. Ủa sao xe đỡ đây? Ủa em thấy chị ngồi như xe bên này mà chị mà lái bà ghét hả? Không, xe của thằng em đây nè. Dạ, thôi. Em tưởng đâu chị ngồi như xe chị lái bà ghét. Hả? Hả? À, đó, chị đây đi nè. Ủa chị đâu rồi? Ủa lên mà ghét xong đi đâu rồi? Trời ơi, đỡ chiếc xe mà giữa đường vậy? Trời ơi, đỡ mà ghét giữa đường luôn, bó tay luôn á. Không, tài xế đi đâu, đi nửa chừng rồi. Trời ơi, em tưởng rồi là chị, nãy thấy chị leo ba ghét, em tưởng chị không à. Rồi, chị nói ơi, chị lái ba ghét, chị đẩy xe ba ghét ra đi đi. Rồi, lái đi chị. Bên này trang biển xanh. Nè, coi rồi, em like được chưa? Rồi, ok em. Ông ba ghét đây hả? Đúng là ở đây chơi ngắn thì hết cho. Vui lắm bà con, ở đây vui lắm. Trời ơi, mới ban đầu em tưởng đâu chị là xe bà gái. Dạ, chị là mua cá ở đây hả? Làm mướn. À, chị làm mướn. Mới đầu em cứ quay qua em tưởng đâu là chị là lái xe bà gái. Dạ. Hả? Ở núi Cao khổ. Ở núi Cao hả? Chị ở đâu? Ở dưới đèo ấy. Ở dưới đèo hả? Đèo là chơi khóm nào? Xuống ở dưới kia kìa. Xuống dưới đèo, dưới chỗ cái vườn đi. Tụi mấy con bán quá. Dạ. Chị khóm nào? À, đèo đó. Chứ bằng khóm gì em? Khóm Trường Hải. Khóm Trường Hải. Chị tên gì? Chị tên gì? Không thì em quay chị là nhiều khán giả biết đến chị mà. Chị ngại. Ủa bên này là mình xong rồi chưa về hả? Mấy giờ là mình bây giờ mình còn mua cá nữa không hay là mình đợi ghe của mình vô? Hả? Hết rồi. Hay là ngồi chơi một chút là về nhà đó. Ha. Thì bữa nay mua có không? Ghe của mình hay là mình mua cá? Em ra chơi mà. À, để chơi thôi ha. À, chủ ơi, mày ghét nè.
Trời ơi, ông chủ ơi, ông chủ đi xe, bạn nói sao xe đỡ đuổi đường. Đây ông chủ này. Đây anh chủ tài xế hả? Trời ơi, tài xế sao anh đi giữa đường anh bỏ xe đó, anh riêng đâu đi đâu vậy? Đi bốc ké. Hả? Thấy ké nhiều quá, bỏ xe giữa đường luôn, ai muốn sao muốn hả? Chạy đây bữa nay có không anh? Cũng được à, cũng ít à. À, cũng ít à. Mấy à? Ngày đây kiếm giờ xị không? Mấy xị? Trăm mấy là tối đó. Ồ, trăm mấy hả? Có xị mấy hả? Kêu bằng người ta kêu bằng xị mấy là trăm mấy hả? Anh tên gì? Tên Ngâu. Tên gì? Tên Ngâu. Ngâu hả? À, anh Ngâu lái bài gác. Thấy không? Đây là xe của anh Ngâu này. Giữa đường anh đi nửa đường anh dục đỡ xe gác ai hết. Chị này leo lên tôi tưởng đâu chị này là lái xe bài gác. Đâu đi? Chịu đi là vợ anh Ngâu. À, vậy là chị này là vợ anh của anh cho tài xế. Vợ tài xế. À, hiền gì? Tới này cũng vui mà cũng có bán gì. Rồi bên này là cái gì anh? Cái gì mà lớn vậy anh? Cái này này cái gì vậy? Cái này cái gì? Cái bánh lái. À, là anh kêu cái bánh lái. Bánh lái tà mai, tà mai chứ. Rồi đây. Rồi đầy xe rồi, lên đường. Lên đường. Cái này, dạ cái đây là mình bán chợ hay gì anh? Ờ đó đây bên dạ. Dạ. Bên kia vô nữa. Ghê vô nữa mà con có bán chị. Ồ cũng cái nục luôn nè. Không phải ta nữa. Cái sao mà kêu Di không được? Ồ ghê này vô cái nục cũng nhiều nè bà con có bán thịt. Bắt đầu tiếp tục nghe. Rồi ok em. Đây là ghi mình đánh bắt hả em? Hay là mình vào trung chuyển? Cái này là ghi nó trung chuyển vô. À trung chuyển, ghi em là trung chuyển ha. Cái nục mình mở ở đây luôn anh à. Cái nục xích chồng ở đây luôn anh. Đây này, nó bên đây là chủ khác. Bên này là chủ khác các bà con có bán chi. Còn một xe, ở đây phải còn phải xử lý cho nó mau quá bà con có bán chị ké tươi vô là đi liền cái đó nhỏ mới nhặt riêng ấy với em nhỏ anh hùng ấy 392 phía cái quầy hồi nãy Phương hỏi là chờ phía bên đây là cũng chưa có ai chạy vé ha. Bên này là chủ khác, bên em là mực. Dạ, quay cho bà con coi, bà con khán giả làng mình coi đó cô Năm. Dạ, ủa chứ làng này mà cô Năm gì Năm thì khổ lắm mà làm này thấy không? Dạ, thôi làm khỏe là được rồi, giúp con cháu mỗi ngày đây là khỏe rồi. Đây là cô Năm ha. Cô Năm tên gì cô Năm? Cô Năm thì nó tên không, cô Năm thì người có tên Trong nữa, cô Năm đâu biết đâu. Tên Trong hả, tên Hoài không à? Tên Hoài luôn hả, cô Năm ha? Năm Bủ á. Dạ. Dạ con nói đây là có khán giả vô bình luận là thăm cô à. Đúng là tém mưa hả? Bắt đầu rồi. Đây là vé.
rồi trẻ được rồi bé không được rồi thôi. Cái giấy để quên rồi. Cô cái này mực này mực kia một mực gì cô? Mực mình chụp. Dạ. Mình chụp mực mình á, mực mình á, mình chụp. À vậy đó hả? Em nói thì anh đợi cho khách dễ chứ anh không rành nữa. Anh xe đi xe á. Đi đi xe cô. Định đưa vô. Dạ, đây là mực xe chứ không phải mực. Ở tỉnh khác, ở tỉnh khác rồi trên đường đi gần cảng mình đó, cảng bé mình là chỗ bé luôn ha cô Năm ha. Dạ. Dạ. Thì con nói quay luôn gì đâu mà đằng nào cô nãy giờ con dạ. Có gì đâu trời ơi, thấy con Năm phỉ là vui như đâu mà. Rồi Phương nói xíu chặt Phương Mỹ à. Chỗ này đông đó bà con có bán chị. Rồi bây giờ Phương sẽ đi xuống lại ha. Phía này lại tiếp tục kế vô nữa nè. Rồi anh chủ ghe nói đừng có giành lộn. Rồi bây giờ nãy giờ Phương cũng đã quay càng cái dân sinh Vĩnh Trường rồi bà con có bán chị. Rồi Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì tiếp tục Phương sẽ đăng cho bà con có bán xem. Lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.